Xin chào mọi người, hôm nay thì chủ nhật mình lên cho mọi người tiếp tục cái con Lenovo ThinkPad X280. Con X280 này là được sản xuất năm 2019 và bắt đầu bán là tháng 12 2019 nha mọi người. Cái đát nó cũng rất là mới luôn á. Cái vỏ thì tương đối sạch sẽ, không có một vết trầy. Thường thường thì X280 nó cũng hay trầy lắm mọi người. Đây, không không thấy trầy luôn á. À, cái vỏ là khá là đẹp. Đây là sử dụng sạc Type-C nha mọi người. Đây nè, Type-C của Lenovo. Ngõ gì đây mình không có biết. USB nè, HDMI, tai nghe, nói chung là những cái ngõ kết nối gì cần là nó có đầy đủ hết. USB ha. Ở bên trong. Máy là Zendesk luôn nha mọi người. Máy con này là cái vỏ còn khá là đẹp, có series máy nè. Series máy là mình check series máy trùng với lại máy luôn. Nói chung là Zendesk hết trơn mọi người. Màn hình nó là 12.5 inch. Con này thì nó có webcam thì mình thích đó thì mình bảo mật, còn không thì mình mở ra. Đây là cái bảng mà màn hình HD nha mọi người, nhìn nghiêng thì vẫn thấy là rõ các chữ nhưng mà đây là HD chứ không phải full HD. Nó có hai đời. Phần góc cạnh rồi thì cũng khá là đẹp, không có bị mòn đâu mọi người. Đây nè, cái bàn rê chuột cũng mới, không có bị bóng, chỉ bóng chỗ này thôi. Cái chỗ mà con chuột á thì cái này người ta hay sử dụng, nó hơi bóng một xíu, vẫn rất là ok, không có vấn đề gì hết. Phím có bóng nhẹ 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 nhẹ, không có mất, không có bị mờ chữ, nhưng mà mình có dán phím, tại vì mình dán lại thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và mình có tặng cho mọi người thêm một tấm dán nữa để mọi người sơ cua sau này mất thích dán thì dán lại ha. Đây, phím thì mình dán cái kiểu gõ quốc tế, dán y chang vừa kích với lại cái X280 luôn, để mà mọi người gõ nó không có ảnh hưởng gì tới chất lượng gõ sau này, tại vì mình muốn giữ nguyên bản cái phím Nhật mà mình dán phím lên thì gõ rất là mềm nha mọi người. Đây, rất là ok. Phím thì có bóng, mình dán lên thì mình cũng báo cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Cái vỏ thì khá là đẹp, màn hình này á là không có bị lỗi gì hết nha mọi người. Nó chỉ là màn hình HD, không phải full HD, màn hình là đẹp, không có một chút lỗi lầm gì hết. i5-8250U nè, i5 Gen 8. Gen 8 này là mọi người 8 CPU, RAM 8GB và SSD là 256GB. Chung là X280 ở bên mình nó thì chung một cái bảng là như vậy, chỉ khác nhau là giữa cái màn hình thôi. Đây là màn hình 12.5 inch. Đặc biệt cái ưu điểm của con này á, cái vỏ nó đẹp là thứ nhất rồi, mà thứ nhì nữa cái ưu điểm của nó là về pin. Pin này là mình test là nó hơn 4 giờ luôn nha mọi người. Pin cực kỳ khủng luôn. Vì tối hôm qua có test á, xem phim rồi mình mở YouTube mình để ra mình thấy là nó hơn 4 giờ lận, pin rất là ok. Đó. Máy là zin nguyên bản 100%, mình có check series của máy đây. Được sản xuất tại Japan và nó bắt đầu bán từ tháng 12 2019 nè mọi người nè. Đó. Đây, chuẩn Nhật. Đây. Phim quốc tế mình đã dán, có tặng mọi người tấm tấm dán tiếp tục nữa sau này, ví dụ như 5 3 tháng sau, 7 8 tháng sau mọi người thích thì mọi người dán lột ra dán lại, ví dụ như vậy ha. Phím thì nó có bóng nhẹ nhẹ, không có phải là bóng nhiều lắm. Mình dán lên rồi thì mình bán cũng giống như là mình tính phím bóng á mọi người. À, và mình báo giá mọi người rằng máy cực kỳ ok luôn, chỉ có cái ngoại hình phím nó hơi bóng. Vậy thôi. Và giá là chỉ có 4 triệu 8 nha mọi người. Giá là 4 triệu 8 kèm sạc Type-C, sạc zin của Lenovo, dòng siêu bền mọi người. Cái size X280 đó là gọn bền, mình có thể là bỏ cốp xe, làm việc rồi đi tới đi lui là nó cũng rất là gọn, vừa gọn mà vừa nhẹ mà vừa bền nữa. Mỏng. Sạc Type-C, sạc này mình dùng mình sạc điện thoại được luôn nha mọi người. Rồi ai chốt thì inbox mình. Cọc 1 triệu mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì mình đổi máy khác cho mọi người. Cái máy này là cái vỏ còn khá là đẹp, cái vỏ ở ngoài còn khá là đẹp luôn. Chẳng qua là ở bên Nhật người ta hay sử dụng thì người ta hay bấm, gọi là người ta hay dùng phím á, thì bấm nó hơi bóng bóng, mình có dán vào chỗ này thôi. Chứ còn pin nó cũng rất là trâu luôn á. Tại vì nó bắt đầu mà người ta bán ra từ tháng 12 2019 á, thì cũng sử dụng cũng không có lâu lắm, cũng mới đây thôi. Cho nên là pin nó còn rất là ngon nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình.